Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng là cơ sở quan trọng để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan đoàn kết, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đây là khẳng định của lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng tại buổi làm việc chiều nay ngày 23 tháng 8 với đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đoàn kiểm tra số 3 của Thành ủy Đà Nẵng do ủy viên ban thường vụ thành ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố ngô xuân thắng làm trưởng đoàn theo đó kho bạc nhà nước đà nẵng đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ngay sau khi thành lập ban chỉ đạo đã đi vào hoạt động nền nếp có quy chế hoạt động phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên hàng năm tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cùng với kiểm tra công tác tổ chức cán bộ công tác thi đua khen thưởng đối với kho bạc nhà nước cấp quận huyện tổ chức công đoàn phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, thực hiện quy chế dân chủ, tham gia góp ý với cơ quan về các quy chế, quy định liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên, phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ công chức hàng năm, đảm bảo nội dung theo quy định, chỉ đạo ban thanh tra dân dân hoạt động nền nếp có hiệu quả. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Cô Xuân Thắng ghi nhận những kết quả nổi bật của kho bạc nhà nước Đà Nẵng Thời gian qua, trong điều kiện khó khăn nhất định tại địa phương, nhưng đảng ủy, ban chăm đốc kho bạc nhà nước Đà Nẵng đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần vào thắng lợi chung các nhiệm vụ của thành phố. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đề nghị đảng ủy, ban chăm đốc, ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở kho bạc nhà nước Đà Nẵng tiếp tục phát huy các kết quả trong thời gian qua, phát huy phương châm, kỹ cương, liêm chính, sáng tạo, thực hiện văn hóa niềm chính, đạo đức công vụ, văn minh công sở, tạo sự hài lòng với khách hàng, tăng cường kiểm tra giám sát, tự kiểm tra giám sát và hộ kiểm tra giám sát của từng đơn vị, tiếp tục làm tốt công tác đối thoại tiếp công dân, vân vân.